Dạ em không biên bảy, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục lên video về một số món đồ nghề của King Tony cho anh em mình nha. Mình tham khảo ha. Anh em mình tham khảo thì liên hệ giùm em qua hai số điện thoại này nha. Đây là hai số Zalo của em. Đó. Mua hàng bên em, anh em nhận hàng, kiểm hàng, đúng hàng thì trả tiền, mà sai hàng thì không nhận anh em ha. Rồi, nhớ bấm thả cho em một cái nút like nha anh em. Hoặc ai chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh để cái bài của em nó có tương tác anh em nha, để nhiều mọi người được biết tới và nhiều người được tham khảo hơn ha. Rồi em cảm ơn mọi người. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết nè. Những cái món hàng của King Tony là nó rất là chất lượng anh em nha. Và hàng King Tony, hàng top hay là gì đó trên thị trường là nó đều có hàng nhái. King Tony nó cũng có King Tony nhái top thì càng càng là top nhái nữa. Nhưng mà nhà em thì anh em mua hàng bên em yên tâm một cái là hàng em bán đã nói chính hãng thì sẽ là 100% là hàng chính hãng. Không có bán hàng hàng nhái thương hiệu anh em nha. Rõ ràng nếu em có bán nhái thì em sẽ nói nhái thôi. Đó là chuyện bình thường. Còn hàng hàng này em nói thật là bắt cam kết với anh em là nó sẽ là hàng chính hãng 100%, bao cực kỳ chất lượng luôn nha. Rồi đầu tiên sẽ là cái đầu bán tôn anh em nha. Đầu bán tôn này em có của King Blue thì không nói nha. King Blue thì hàng thường ha và 10.000 một đầu. Còn em có của Makita với King Tony nè. Makita thì là tiếp tiếp ngắn ha. Đây Makita là tiếp ngắn. Đây chuyên tôn của Makita, hàng chính hãng anh em nha. Kiểu như cái này là nó không có bao bì. Tức là nếu như mình nó có dán ở trong một cái vỉ, nó nằm cái đầu này nó nằm trong một cái vỉ thì giá nó tăng lên 10.000 anh em nha. Nó giá tăng lên lên là 10.000. Thường à, đợt trước em bán là 35.000 á, 35.000 nó nằm trong cái vỉ. Còn bây giờ thì người ta có bán trần như thế này, không có vô vỉ thì giá em bán chỉ có 25.000 đầu thôi. Đó, bao cho anh em là hàng chính hãng Makita, không sợ nhái đâu ha. Là tiếp ngắn. Còn tiếp dài của King Tony nè. Đây hàng King Tony đó anh em, 45.000 một đầu, tiếp dài 6,5 phân anh em ha. Nó dài 6,5 phân nè. Đấy, đầu của King Tony thì nói chung là em nghĩ là nó sẽ rất là chất lượng nha. Nói chung nói về King Tony thì tiếp đồ của nó làm rất là chắc, mình làm nó sẽ rất là bền, nó lâu tè. Thường anh em sẽ băn khoăn ở chỗ thứ nhất là hàng hàng giả, hàng nhái trên thị trường mình dùng á, có 5.000 một đầu á anh em. Mấy cái loại mà Makita 5.000 một đầu á, thường là anh em bắn một hai lần mà lật mạnh á, nó sẽ bị tè hết mấy cái răng này đi. Đây nó rất là nhanh tè ha. Và thứ hai nữa là cái giữ nè, cái đầu cái chỗ 500 này nè, nó hay bị rớt ra. Nó hay bị rớt ra. Mà thật sự nha, kể cả những cái hàng Makita xịn hay là của Dewat xịn đi chăng nữa, nó vẫn có khả năng bị rớt cái đầu từ này nha anh em. Nó vẫn có rủi ro rớt đó. Tại vì có khách họ mua của Dewat rất là đắt tiền nhưng vẫn bị rớt, vẫn bị rớt cái giữ từ này. Đó là chuyện bình thường. Cho nên là em không có dám bao vấn đề là lõi từ sẽ không bao giờ rớt. Cái đó không nói được, cái này là rủi ro. Nói chắc chắn là nó sẽ có, chứ không thể nào không có được 100%, mình không dám khẳng định. Nhưng mà mình phải khẳng định là hàng King Tony là cái tiếp nó sẽ tốt, nó sẽ bền. 45.000 một đầu anh em ha. Makita thì 25 thôi, nhưng mà Makita là tiếp ngắn. Còn cái này là tiếp 6,5 phân nha. 6,5 phân là 45.000 một đầu. Anh em nào mà thích King Tony thì chơi hệ này nha. Đấy. Đó, thích tiếp dài King Tony á thì mình chơi hệ này. Rồi, cái bộ này là bộ lục giác cho anh em mình sửa xe máy nè. Đây, của hàng King Tony luôn, made in Taiwan nha. Hàng King Tony nó sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Đây là em có là lục giác 2 3 4 5 6 7 8 và có một cái cần lờ như thế này. Đây một cái cần lờ ha, để mình gắn khẩu vô đây, gắn tiếp vô đây nè. Rồi cái đầu này là cũng đầu lục giác luôn à, mình mở ra được ha. Đấy, mình muốn gài đầu nào vô thì mình gài vô như thế này. Đó, đây là cái cần lờ ha. Mà chất thép của mấy thằng này anh em xài là biết chừng nào nó tè, rất là bền. Đấy, đây bạn King Tony, mã số 2138BR. Giá em bán nguyên vỉ này là 135.000 nha. 135.000 nguyên vỉ, không bán lẻ gì hết nha anh em. Đấy, người ta bán nguyên vỉ như thế này em sẽ bán nguyên vỉ. 135.000 là chưa bao gồm tiền cước nha. Anh em mua hàng bên em á, đơn hàng mà nặng tầm 1 kg đổ lại thì là 22.000 tiền cước nha. Nó tính ký anh em ha. Đấy, mình mua càng nhiều thì mình càng lợi cước thôi. Còn cái này là bộ hoa thủy có lỗ anh em nha. Đây hoa thủy có lỗ của King Tony nè. Đấy,
mã này, à, số này mình có là T10, 15, 20, 25, 27, 30 và 40. Đấy. Hàng made in Taiwan ha. Đấy, King Tony chính hãng là nó sẽ sản xuất bên Đài Loan nha anh em. Đó, mấy cái tiếp này mình xài nó rất là bền, nói chung là tiền nào của đó nha. Đấy. Rồi bạn này thì nó có giá là 169.000 đồng nha anh em. 169.000 đồng một bộ, có cái cần lờ này, nói chung là y chang như cái bộ lục giác luôn, nhưng mà cái này nó sẽ là hoa thủy có lỗ. Nó gồm tổng cộng cho mình là 7 chi tiết ha. À 8 chi tiết chứ. T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 và một cái cần lờ nữa ạ. Đấy, 169.000 anh em nha. Rồi nói về lục giác để mình bọc túi này, là em có hai loại của quật phao và kim tony. Quật phao thì giá rất là bình dân cho nên mình dễ xài nha, dễ mua. Đấy, có 60.000 đồng một cái thôi. Cái này là lục giác bi anh em ha, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 rồi 5, 6, 8. Đây là lục giác bi ha. Còn cái này là lục giác bông. Tất cả những cái này là làm bằng chất thép CRV anh em nha. À, nhầm, cái này là lục giác thường chứ không phải bông ha. Đây, 5, 6, 8, 1 rưỡi, 2, 2 rưỡi, 3, 4. Đấy, mình muốn làm cái gì thì mình chỉ cần chìa ra như thế này thôi. Đó, bạn này thì mình mang lên cao, mình làm rất là tiện. Và xung quanh cái thân này á, nó sẽ chống va đập rất là tốt, bởi vì nó bọc cao su êm nè anh em. Cao su êm ha, gọi là tăng khả năng bám dính khi mình cầm nắm nha. Lỡ có rớt có gì đó thì anh em mình yên tâm, sẽ không có vấn đề rủi ro là bể vỡ đâu nha. Bởi vì nó bọc kiểu như là chống sốc á anh em. Rồi đây là hàng giá bình dân 60.000 thôi. 60.000 một bộ ha. Anh em mình muốn xài bông á thì xài bi á thì mình mua cái này. Còn nếu mà lục giác thường thì mình mua cái này. Cái nào cũng 60 hết đó. Còn cái này là của King Tony nè. King Tony thì nó làm kiểu anh em thấy không? Nó gọn hơn một tí ha. Gọn hơn một tí. Thì King Tony em có hoa thủy và có lục giác luôn. Bột phao thì em mua lục giác thôi. Em chưa có về hoa thủy của bột phao. Đây, đây là lục giác của King Tony. King Tony thì đọc địa một cái là nó không có cái lục giác 1.5, nó chỉ có từ 2 độ lên thôi anh em, nó không có lục giác 1.5 giống như hàng của bột phao nha. Đây, nó chỉ có là 2, 2 rưỡi, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy. Đấy, mình sẽ có là đây, 8, 10 nè, 2, 2 rưỡi. Đấy, 2, 4, 6, 8 chi tiết ha anh em. Đấy, mình muốn là xài cái nào thì mình chìa cái đó ra thôi. Đấy. Bạn của King Tony thì mình thấy cái chất thép của nó ok hơn. Đó, cầm nó nặng tay hơn anh em. Tại vì thứ hai nữa là nó thiết kế cái này là thân của nó này là bọc nhôm. Đó. Còn cái này nó là nhựa nè, cho nên nó sẽ nhẹ. Còn cái này nó nặng hơn. Cái này nặng tay hơn nha. Thì cái bạn lục giác này em đang bán là 185 ngàn. 185 ngàn nha. Còn hoa thị thì nó rẻ hơn. Hoa thị lộ, hoa thị này là hoa thị, à hoa thị thường nha, không phải hoa thị có lỗ ha. Hoa thị bình thường nè. À, nhưng mà được cái King Tony nó xếp lại rất là gọn. Nó sẽ có là T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 và 40. Ở King Tony thì 178 ngàn đồng một bộ anh em ha, 178. Nói chung anh em muốn xài cho bền á, bình dân thì mình xài quật phao thôi, còn mình muốn xài bền chi tiết thì mình xài cho em King Tony nha. King Tony mấy cái khẩu, mấy cái tiếp của nó xài bền lắm, kiểu như không biết cái thiết kế như thế nào mà xài hoài rất là lâu tè luôn. Cho nên thương hiệu của người ta hồi giờ rồi anh em, nó nổi tiếng hồi giờ rồi, nhưng mà thị trường nó cũng có hàng nhái, cho nên anh em mình mua hàng King Tony cẩn thận nha. Mình mua mấy cái chỗ bán hàng chính hãng thôi, chứ tại vì ham rẻ là mình sẽ đụng phải hàng nhái thôi, em nói thật. King Tony top rồi đó, mình ham rẻ là đụng phải hàng nhái, kể cả cao bút si thì cần nhái cực kỳ luôn. Rồi đó là mấy cái bộ cầm bọc túi ha. Còn cái bộ này để mình cầm tay nè, cầm tay của King Tony nè, này lục giác, lục giác một đầu thường và một đầu bi nha. Đó, một đầu thường và một đầu bi. Nó sơn cho mình là nó sơn nhám nha, nó sơn cái này là nhám chứ nó không phải là nó kiểu không phải nhám mà gọi là mờ anh em á, nó gọi là sơn mờ lên. Đấy, mình sẽ có là 2, 2 rưỡi, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy, nguyên bộ như thế này. Đầu trên là lục giác thường, đầu dưới sẽ là lục giác bi. Đấy, một bộ này em đang bán cho mình giá là 256.000 hả? 256.000 một bộ. Đây,
256.000 một bộ nha anh em, tiền nào của đó nha. Chắc thép CRV thôi. À không phải, ở gì SNCMV. Không mà chứ kiểu như là nó sẽ cái loại này nó sẽ tốt hơn CRV một tí. Cái này hồi hôm em có tra thử rồi nè. SNCMV là cái loại thép này nó sẽ cứng hơn cả thép CRV nha anh em. Nha, cứng hơn cả thép CRV. Đó, còn của như của King Blue á thì người ta sẽ làm bằng thép S2. Thép S2 là thép công nghiệp siêu cứng, siêu chịu nhiệt, chịu lực đó. Đó anh em mình muốn nói chung là mình phải hình dung là cái giá nào mình sẽ nhận lại cái chất lượng đó nha. Hàng bình dân thì mình sẽ có nó phù hợp với cái giá bình dân, còn cái này là hàng 256.000. Đó, còn nếu anh em mình mà hay tham khảo đồ tun á là anh em phải để ý, tại vì có những cái mặt hàng lục giác này nè mà mình nhập bên Nhật hoặc là Mỹ về á, những cái bộ nhỏ mini thôi mà 1.000.000 một bộ lận á, chứ không phải là rẻ đâu anh em. Cho nên như thế này cũng chưa phải gọi là quá cao đâu, gọi là mình mua để xứng đáng với cái độ bền, mình muốn nó bền lâu hơn á thì mình mua, mình chọn King Tony mình dùng đấy. Chứ thực sự có mấy cái này, mấy cái loại đó còn mắc tiền hơn. Đây, của King Blue đây, nó làm cũng rất là đẹp và sắc sảo luôn, làm bằng thép S2 siêu cứng. Đây thì nó lại bọc cho mình một cái lớp nhựa sần như thế này. Nhựa sần anh em nha, nhựa nhưng mà nó sần sùi lên, tăng khả năng bám dính. Và đặc biệt nó có cái 1.5, chứ King Tony đâu có 1.5 đâu anh em. King Tony nó chỉ tệ 2 tệ đi thôi. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 nè. Đấy, như thế này. Nguyên bộ này là 150.000, được chưa? Còn nếu mà anh em mua của hàng quật phao á nha, quật phao nó chỉ có bằng giá một nửa của hàng King Blue thôi. Quật phao nó làm bằng thép CRV. CRV thì nó rẻ tiền hơn hàng S2 này nha. Hình như tầm 70-80 thôi. Nhưng mà em lại không bán, em không bán cái dòng quật phao đó, tại vì em thấy nó, em sợ là mình dùng nó sẽ không ưng ý á. Đấy. Của quật phao thì nó quá rẻ đi. Sẽ về mình xài 1-2 lần á, sợ nó mềm á anh em, cái thép nó dở á, mình về 1-2 lần là nó sẽ bị tè cái đầu á. Đấy thì lại không ưng ý mình. Nên là em nghĩ thấp nhất là mình có thể nên tham khảo dùng cái bạn này nha, bạn King Blue. Còn cao cấp hơn á thì mình dùng cho em King Tony ha. Rồi còn cái này là cái bộ khẩu của Top nha anh em. Bộ khẩu của Top nè, nguyên một set luôn. Từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn, và nó kèm theo cho mình một cái đầu lách léo 1/2 nè anh em. Đây, đầu lách léo 1/2. Đấy. À, anh em nhìn nè, thương hiệu của Top người ta dập chìm nè. Made in Taiwan ha. Đấy, thì bản Top này một cái cần này kèm với khẩu là khẩu 10 nè. Để em xem thông số của khẩu thử coi. Mình sẽ có là 10 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 và 24 nha. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 và 24. 2, 4, 6, 8. Ủa, có 9 khẩu thôi anh em. Chỉ có 9 khẩu thôi. 300.000 một bộ như thế này anh em nha. 9 khẩu và một cái cần như thế này. Đấy. Anh em mình xài hàng à. Đấy, muốn cho bền á thì mình sắm mấy cái này. Chứ em thấy trên một số trang TikTok rồi đó, người ta bán nguyên một set gọi là 85 chi tiết. À không, 64 chi tiết chứ. Mà có 100.000 nè anh em, 150.000 mà còn bao ship đồ nữa. Thì mấy cái đó anh em đừng nên mua nha. Thật sự, của rẻ không bao giờ là của ngon cả. Anh em hình dung không? Tại vì nó tới 50-60 chi tiết, gồm có khẩu rồi tay lách rồi quá chừng thứ luôn. Nhưng mà nó chỉ có 100.000 thôi, là anh em dễ đánh vô cái lòng tham của anh em á, thấy nó rẻ mà nghĩ là nó chất lượng, nên mình mua về là chỉ có mất tiền oan thôi anh em, mình rước thêm cái tức vào người thôi. Mua về mình xài đúng một lần thôi anh em, không xài được tới lần thứ hai thực sự, tại vì có khách mua họ trải nghiệm và họ phản hồi như vậy anh em đó. Cho nên là anh em mình đã làm nghề xác định thì mình phải mua cho em cỡ tầm CRV đổ lên nha. Giá những cái bộ khẩu này phải tầm từ 200 độ lên nó mới ok được, chứ rẻ hơn em nó thật sự nha, mình dùng nó phải mang cái tức vào người thôi. Bạn này một bộ này là 300, không bán lẻ nha, bán 9 cái khẩu chứ một cái cần 300.000 ha. Còn nếu như mà anh em đó là khẩu 1/2, em có cả khẩu 1/4 của King Tony nè.
Rồi để nói qua cái bộ 1/2 đây trước nha anh em. Rẻ rẻ nhất là anh em phải xài cái này cho em. Đây là cái bộ khẩu của hàng Berylion. Berylion, đây cái thương hiệu này anh em. Đây, Berylion ha. Anh em nào có biết cái thương hiệu này không ạ? Thương hiệu này cũng giá bình thường thôi, chứ không quá, không phải là quá cao ha. Đây, nó sẽ gồm cho mình một cái cần 1/2, cần L 1/2 như thế này ha. Và bộ cho mình là 10 cái khẩu. Nhỏ nhất cho mình sẽ là khẩu 10 ly, 10 ly cho tới mình là 24 ly anh em nha. Đấy, bộ này rất là đẹp ha, người ta làm rất là tinh tế chỉnh chu nha. 220 ngàn một bộ, 10 cái khẩu và một cái cần L. Lúc trước là em có bán một cái bộ giống như thế này, nhưng mà không phải, không biết cái hãng gì cả. Đấy, nhưng mà em bán chỉ có 10 cái khẩu với lại một cái cần mà chỉ có 150 ngàn thôi anh em. 150 ngàn thôi. Cái đó thì cho anh em mình dùng cho chơi gia đình thôi, chứ nếu mà đó mà xài chuyên nghiệp thì anh em đừng có nên mua nhé. Đó, bạn này 220, anh em nào mua về xài thì chơi cái bạn này là vừa vừa tầm túi tiền của mình đó thì mình mua ha. Chứ còn mua rẻ hơn thì đừng nên nha anh em. Rẻ hơn chỉ dùng chơi thôi. Rồi còn các bạn là tiếp 1/4 nhưng mà tiếp dài. Em thấy có nhiều anh hỏi em là muốn mua cái tiếp 1/4 nhưng mà phải dài mới được. Đây, em có cái bộ này của King Tony, 300 ngàn một bộ. Nó sẽ cho mình 11 chi tiết lận nha. 4, 5, 5 rưỡi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thường những con ốc nhỏ nó lại nằm sau anh em nha. Cho nên bộ này là tiếp dài. Đây, nó đựng trong cái hộp siêu đẹp luôn. Hộp kim loại nha. Nè, khắc dập nổi chữ King Tony nha. Hộp siêu đẹp luôn. Đó, cái này nó có bán lẻ khẩu nữa. Một cái khẩu giờ này chắc tầm 30 mấy ngàn á anh em. Nhưng mà em chưa có mua lẻ, em mới có mua nguyên hộp thôi. Đấy, đủ size cho mình luôn, từ nhỏ tới lớn nè. Đó, khẩu này dài ha, dài. Đó, đó anh em thấy không, kích thước em đập rồi ở nhà, đập lại nè. 4 nè, 4, 4, 5, 5 rưỡi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó anh em thấy không, của đây nền ta khác à, King Tony đó. Đấy, thép CRV thôi anh em, nhưng mà quan trọng là kiểu như là cái hàm lượng bên trong cái thép nó như thế nào, cho nên là nhiều loại người ta cũng ghi là CRV, ví dụ như quật phao cũng có tiếp như thế này mà CRV, hoặc là Toto nó cũng có tiếp như thế này nhưng CRV, nhưng mà nó lại rẻ hơn King Tony. Là ở trong đó anh em hình dung là cái hàm lượng đó nha anh em, hàm lượng cái chất ở trong đó nó như thế nào thì nó ra cái giá như vậy. Với lại là hàng King Tony là hàng nhập khẩu, với lại là cái thương hiệu của người ta, chất lượng hồi giờ nữa, cho nên không thể nào rẻ được. Rẻ hơn anh em chỉ có mua Toto quật phao thôi. Hàng chính hãng giá bình dân là em thấy Toto quật phao, King Tony, King Blue là hợp lý. Đấy, bộ này 300 ngàn nha anh em, không rẻ ha, không hề rẻ tí nào. Tiếp của top thì nó cũng, em thấy chất lượng, cái chất, cái màu, cái của tiếp của top thì nó ngang ngang với của King Blue thôi, không hơn. Đấy, nhưng mà cũng thuộc hàng chất lượng, top và King Tony là những cái hàng mà được rất là nhiều anh em thợ họ tin dùng, họ rất tin dùng luôn. Đây, nguyên một bộ set 1/2 CRMO này. Đây, mình thích dùng thép CRMO, nhưng mà nếu mà động vô King Tony thì giá ngắt ngưỡng. Nhưng mà mình chơi Toto thì hợp lý hơn. Bộ này em bán là 320 ngàn, gồm có 10 khẩu anh em ha, 320 ngàn, 10 khẩu, từ nhỏ tới lớn, từ 10 cho tới 24. Đấy, 320. Đó, CRMO nha, CRMO đương nhiên nó sẽ chất lượng hơn CRV nhiều anh em ha. Còn muốn khẩu dài thì có khẩu dài của Toto nè anh em. Đây, khẩu dài 530 ngàn một hộp CRMO luôn. CRMO luôn. CRMO là ba bền. Đấy. Tiếp của King Tony cũng đa số cũng làm bằng thép CRMO cái gì anh em. Nè, cầm cái thép lên nó đã. Nó nặng trịch trời anh em, chứ không phải nhẹ nhàng đâu. Coi người ta làm rất là dày dặn chắc chắn nè. Nha. Anh em hình dung một số cái nhà bán hàng giá rẻ người ta làm khẩu rất là mỏng manh, cầm nhẹ lắm. Đấy, anh em cầm cái khẩu thấy chắc nổi không? 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 và 24 nha. Nó có cái hộp đựng như thế này. Đợt trước thì nó lại ở trong cái vỉ, nhưng đợt này là ở trong cái hộp ngon hơn, xịn hơn. Đấy, tiếp 17 nè. Đấy, xài chuyên nghiệp là chơi. Chuyên nghiệp mình muốn bền nhưng mà giá bình dân tí thì em cứ xài Toto cho em bình thường. Em cầm em thấy rất là chất lượng.
Giá em đang bán một bộ này là có 530 ngàn thôi, 530 thôi anh em, rẻ ha. Còn anh em mua lẻ em có lẻ mấy cái tiếp 10, 19, 17, 19 và 19, 21 và 24. Em có lẻ 3 tiếp đó thôi. 19, 21 và 24. Một cái khẩu của nó, một cái tiếp của nó là 130 ngàn. Anh em thấy không? Một cái tiếp của nó này 130 ngàn một tiếp. Mà em bán cái tiếp lớn này là tiếp 3/4. Bán lẻ anh em. Thường mấy cái tiếp lớn là anh em xài đầu 3/4. Này ví dụ này, ví dụ tiếp 21 nè. Tiếp 21 nhưng mà tiếp 3/4 nha. Hồi nãy giờ cái total này là 1/2. Tự nhiên là chuyển qua tới 3/4 luôn rồi. Đây. 3/4 đây. Và anh em mình xài xài máy lớn nè. Mấy cái đầu khẩu 3/4 đó. Đây. Rồi, cầm cái tiếp thế chất lượng rồi anh em. Quá trời. Đây. Ceramo nha. 21 ly đầu 3/4. À, tiếp vô 3/4 nè. 130 ngàn nha anh em. Đó, em có về ba cỡ tiếp là thông dụng á, là 19, 21 và 24. Mỗi tiếp là đập bọc trong một cái hộp nhựa như hộp trái như thế này. Giá em đang bán là 130 ngàn một tiếp. Đó, anh em nào mà xài đầu cỡ 3/4 á thì phải chơi, có mua thì mua tiếp này cho em nha. Chứ thực sự là nếu mà nói về full size đủ mã cái gì cũng có thì chắc phải hẹn anh em vài năm nữa, năm sau hay gì đó em mới nhập về thêm được. Còn cái này do em mới bán đầu năm tới giờ nên là mình cũng cẩn thận mà nhập từ từ á anh em. Nhập từ từ theo nhu cầu của khách thôi. Em không có điều kiện mình nhập một lần full mã được ha. Anh em mình thông cảm nha. Anh em nào mà thích tin tưởng shop em thì mình có thể đặt hàng bên em. Rồi bây giờ mình tới mấy cái kèm chết nè, kèm chết CRM của hàng King Blue. Anh em theo dõi cái thị trường mà bán đồ Mỹ, đồ Nhật của cái dạng kèm chết như thế này nè. Thì em thấy cái kèm của King Blue quá rẻ anh em. Quá rẻ mà quá chất lượng luôn. Hàng của Mỹ, một cái kèm người ta đã dùng lướt còn mới sơ, mới mới thôi là người ta bán 400 ngàn một cái kèm chết. Không hề rẻ nha anh em. Còn cái này là hàng của King Blue, người ta làm full. Full cái kèm này là bằng chất thép CRM chứ không phải thép thường, không hề mềm đâu anh em. Dùng nó sẽ rất là bền, rất chắc chắn luôn. Đó. CRM rất là đắt tiền nha và cực kỳ bền. Đó anh em thấy không? Cho nên người ta làm full cái kèm này là 150. Chứ nếu quật phao thì quật phao nó làm bằng cái thép thường thôi. Nó nói là 80 ngàn. Đấy. Thì chỉ bằng giá một nửa tiền thôi. Thì mình bóp, nếu mình bóp thường thì không sao, nhưng mà gặp cái lực mạnh, lực lớn á thì cái kèm nó sẽ bị câm. Sẽ có trường hợp đó, không thể nào mà không tránh khỏi được anh em nha. Đó, nó sẽ có trường hợp bị câm hoặc là bị gãy kèm là chuyện bình thường nếu mình bóp chết ở lực lớn. Còn cái bạn này thì thép CRM anh em dùng nó sẽ rất là bền ha, bền hơn đồ những cái đồ giá rẻ 7, 8 hay 60 ngàn mà anh em đang sử dụng nha. Chứ còn nếu mà muốn bền hơn nữa và chất lượng hơn nữa thì anh em có thể tìm những cái chỗ mà bán đồ bãi hoặc là đồ Mỹ rồi đó. 400 ngàn một cái kèm. Đó thì tiền nào của đó, bình dân mà ngon thì anh em cứ dứt King Blue cho em 150 ngàn cái. Nó bọc cái này là bọc cái cao su, gọi là cái nhựa cứng anh em, nhựa cứng nhưng mà cái lớp này nó sần lên. Một số anh thì ảnh sợ là nó sẽ bị băm cái này, nhưng mà không hề. Nếu như mà cái kèm của King Blue nó không có cái này, nó chỉ rẻ hơn có 10 ngàn thôi, 140. Đấy, cho nên em mua cái này, em thấy cái này nó quá chất lượng đi. Nó không phải là đồ dởm để mà mình cầm một thời gian nó băm. Không có ha. Đấy, thì 150 rất là xứng đáng anh em nha. Rồi kèm cắt nè. Kèm cắt của Licota. Tại vì em thấy nó quá ngon đi. Đấy, anh em, kèm cắt nè, 240 ngàn cái. Của quật phao nó bán có 9 chọc thôi. Quật phao 90 ngàn đây anh em. Đấy, quật phao 90 ngàn một cái thì cái chất lượng nó khác. Cái mẫu đâu? Đây em có hai cái mẫu kèm nè anh em. Một cái của quật phao và một cái của Licota. Đây, Licota nó rất là nổi tiếng về bên kèm á anh em. Kèm cắt được cái Licota ta rất là nổi tiếng, ta làm cái này. Của hàng quật phao thì nó làm như thế này. Đây quật phao này, nó làm răng hai bên anh em, nó làm răng hai bên nữa. Đấy, còn của Licota thì nó lại không có răng hai bên nha. Đấy. Đây, tức là cái cảm giác mình bóp ra bóp vô, người ta làm cái khóa này nè, nó rất là nhẹ nhàng luôn.
Còn củ bột pha thì nó cứng nha. Mình nó không có nhẹ nhàng đó, bóp ra bóp vô nó sật sật sật, nó cứng anh em. Nó không có nhẹ nhàng thông suốt giống như của Ligota ha. Bột pha thì nó có 90 ngàn thôi mà. Đó, nhưng mà cắt vừa ok. Đó, vừa tầm giá. Với lại là củ bột pha kích thước nó dài hơn một tí. Đó, bột pha này, kích thước của bột pha là 8 inch. Còn của Ligota này thì nó 7 inch. Đó, nhưng mà mình được cái là mình thấy cái chắc nè, nó mềm, kiểu như là nó nhẹ nhàng. Đấy, cắt rất là sướng, cắt ngọt hơn của quật phao nha. Đó. Thì một cái là 90, còn một cái là 240 ngàn. Đó, anh em mình thấy hợp tầm giá nào thì mình chơi tầm giá đó cho em. Đấy, quật phao thì cắt thấy cũng ok, tại vì mình nó trợ lực cho mình 30%, tại nó kích thước nó tăng lên đó anh em, nó dài hơn một khúc chút nè. Đó. Nè, nó dài hơn một chút nè, nó cánh tay đòn nó dài ra thì nó trợ lực cho mình làm việc nó nhẹ nhàng hơn. Thì theo như một số anh phản hồi thì với 90 ngàn mình bỏ ra thì con quật phao này cắt cũng ok. À, rất là xứng đáng. Còn là Ligota 240 ngàn một kèm. Anh này ha, đây. À, anh em mua hàng bên em không sợ hàng nhái nha. Đây, có mã vạch Made in Taiwan. Anh em ha. Rồi cần lờ nè anh em, cần lờ 1/4 và cần lờ 1/2 của top nha anh em. Đấy, 1/2 của top. Bạn này em đang bán 95 ngàn cái. Nhà em cũng có một cái loại cần lờ 1/2 nhưng mà của hàng nhái, hàng rẻ anh em, có 50 ngàn cái thôi, cầm nó nhẹ hiu à. Đó, anh nào muốn chơi hề 50 ngàn em cũng có bán nha. Còn cái này 95 ngàn, còn cái này là cần 1/4, 46 ngàn một cái của top luôn, Made in Taiwan luôn. Đấy, ba cái hãng em nhập về là top, Ligota và Kintoni thì đều Made in Taiwan hết nha anh em. Đây. Đấy. Rồi còn cái này là kéo các tôn của Kintoni ha. Gỡ ra coi. Đấy, nó làm cái lưỡi nó kiểu như để em lấy so sánh với thằng Kimberlo nha. À, mắc hơn, mắc tiền hơn nhiều, cũng là thép CRM anh em nha. Cái lưỡi nè, mình mắc tiền là mắc tiền cái lưỡi. Cái lưỡi của bạn này cũng làm bằng thép CRM, mà của bạn King Blue cũng làm bằng thép CRM luôn. Rồi, đây anh em hình dung nè. Một bên là màu vàng là Kintoni. Màu xanh đây là của hàng King Blue. Thì về cân nặng là khác nhau. Cân nặng nó chỉ trên nhau là 50 gram thôi anh em. Tức là cái của Kintoni này em cân là em thấy nó nặng là 400 gram cứng luôn. Còn của King Blue thì là 350 gram. Đấy. Nè anh em nhìn hai cái lưỡi nè, đều là thép CRM nha, nó kết cấu như vậy. Em thấy nó kết cấu không? Nó gắn liền với cái thân khác nha. Đấy, chứ không phải full cái kéo là CRM đâu, chỉ có cái lưỡi thôi. Đây. Bên của Kintoni thì em thấy hình như cái lưỡi của nó có sơn phớt lên, nó sơn một cái lớp gì lên nè. Đó, lớp phủ lên. Còn của King Blue thì nó lại để chân thật luôn, nó không có sơn phớt che phủ gì hết nha. Đấy, thì không biết là hàm lượng như thế nào nha anh em, mà của King Blue là có 100 ngàn cái thôi nhưng mà được khách bên em phản hồi cũng rất là ngọt. Còn của Kintoni đây thì giá em đang bán là 220 ngàn một cái. À, nó mắc hơn gấp đôi lận anh em. Đó, mình cắt tôn thẳng cho em. Chất liệu thì như nhau nhưng mà giá tiền nó khác nhau. Thằng này một thằng thì sản xuất Đài Loan, thằng sản xuất Trung Quốc. Nhưng mà anh em yên tâm, đã nói CRM thì nó sẽ là CRM. Quan trọng là thứ nhất, cái thương hiệu thằng Kintoni nó đắt tiền. Người ta bán hàng là người ta bán cả cái thương hiệu của nữa anh em ha. Giá của người ta là giá thương hiệu và giá sản phẩm là một phần nữa. Đấy, có thể là cái hàm lượng CRM của cái lưỡi này nè, nó nhiều hơn hay là như thế nào đó, cho nên nó đắt tiền hơn. Đó, nhưng mà theo như khách em đã dùng và trải nghiệm King Blue thì thấy cũng rất là ok. Còn có nhiều anh thì cũng chưa tin tưởng King Blue lắm nha. Muốn xài cái hàng nó đắt tiền hơn một tí thì anh em tham khảo cho em của Kintoni nhé, 220 ngàn. Mình muốn trải nghiệm đồ tốt thì mình phải bỏ thêm tiền nha, không thể nào tốt mà rẻ được. Anh em lưu ý vấn đề đó nha. Nhiều anh muốn xài đồ xịn nhưng mà phải rẻ thôi thì anh em xài King Blue cho em nha. Ok, được chưa? Cái nào nó cũng có tầm giá của nó hết á.
cái nào nó cũng có giá trị của nó cả. Pimber Blue thì quá hợp lý, quá bình dân, xài rất ngọt. Đấy, đây cờ lê tháo ống dầu của Quật Phao anh em, nguyên một set như thế này em bán chỉ có 250 ngàn thôi, 250 ngàn nguyên set luôn. Đây, tất cả những con ốc mình thường nó có dính cái bù lon ở trơ đó, mình mở không được, phải có cái tháo ống dầu như thế này mới được nè anh em, phải có cái kiểu ốc như thế này mới được, cờ lê như thế này. Mình có là 8, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 22 và 24. Thì thường anh em vì cái 17, 19 này mà phải mua nguyên bộ bên em. Đấy, nhiều khi mình cần tới mấy cái nhỏ mình xài luôn. 250.000 set chất liệu là thép CRV. Của King Tony nó có bán lẻ, anh em cỡ nào nó cũng có lẻ hết. Đây, 17, 19 thông dụng mà anh em hay hỏi nhắc của em đang có đây. Đâu rẻ đâu anh em, 135.000 cái như thế này. Đấy, mấy cái này anh em xài chừng nào nó hư trời. Đấy, hàng King Tony nó bền lắm anh em. Hàng King Tony nó kinh khủng lắm, không biết như thế nào á. Như ví dụ như là như nhà em nè, có mua một cái khẩu của King Tony về để xài á, không thấy nó tè đầu anh em ơi, kinh khủng lắm. Đấy, mấy cái hàng giá rẻ hơn á thì nó tè đầu, nhưng mà của King Tony xài hoài không thấy nó hư anh em ơi. Đấy, 135.000, anh nào cần cái cờ lê ống dầu 17, 19 thì mua cái này nha. Mua một cái 135.000, còn không thì mua 250 sẽ có đủ cỡ cho mình luôn. Đấy, cỡ nào cũng có. Rồi, em có hai cái cảo mở lọc dầu cho anh em mình đây. Hai cảo, hai thương hiệu King Tony và Quật Phao. Đó, cho anh em mình lựa chọn nha. Của Quật Phao mình sẽ mở là 63 đến 120 ml. Đây, đấy, của Quật Phao đây. Ta đóng vỉ như thế này em chưa mở ra được. 101.000 cái thôi, 101.000 cái nặng 350 gram. Đó, cả mở lập vào con của King Tony. King Tony 290.000 đồng anh em ơi. À, tiền nào chắc là của đó quá. Ôi trời ơi, nó nặng. Của Quật Phao nó nặng chỉ có 350 gram thôi, còn cái này nó nặng bao nhiêu gram đây ta? Để em coi thử kì. Này nó không ghi hết ta. À, cái này thì mình sẽ mở được là 75 cho tới 120. À, mở lớn hơn á anh em. 75 đến 120. Đây. Thì để em căng thử cho nó nặng nhiêu ký đây. Trời, nó nặng là 550 gram anh em ơi. Quá trời quá đất, đúng là tiền nào của đó. Đúng là tiền nào của đó nha anh em. Câu nói không bao giờ sai. Đây, Quật Phao 110.000 giá. Nặng có 350 gram thôi. Bạn này trời đất nặng 550 gram. Nè anh em, nè, cảo mở lọc dầu ha. Đấy, oil filter. Đây, 290. Đấy, cho anh em thợ máy đang muốn mua có thể liên hệ em nha. Nói chung là tùy tài chính của mình thôi, mình mới thích chơi cái nào mình chơi. Đấy, tiền trong túi mấy anh có thể quyết định đồ nghề của mấy anh là cái gì. Mình không có điều kiện mua King Tony thì mình có thể chơi của Quật Phao. Cái nào nó cũng có thể giúp anh em mình mở ra được đồ mà. Nhưng vấn đề ở đây là thương hiệu và cái độ bền. Đấy, thì tiền nào mình sẽ nhận lại cái chất lượng đó. Nhiều khi mình chỉ cần tới Quật Phao là mình xài ổn rồi, đâu nhất thiết là phải chơi tới King Tony. Đấy, nhưng anh nào túi dày hơn thì có thể chơi cái này. Đã có nhiều anh quan trọng là làm cái gì cũng được, cái gì rẻ cũng được, nhưng mà đồ nghề phải là đồ nghề xịn. Nhưng nhiều anh lại không quan trọng như vậy, nhiều anh lại là chơi đồ nghề bình thường thôi, phục vụ có làm là được. Đấy, mỗi người mỗi kiểu ha. Rồi anh em mình tham khảo được món nào nhắn qua Zalo cho em. Nhắn qua Zalo cho em ha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi nha. Hẹn anh em ở video hôm sau nha.